Studio xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Nếu các bạn muốn tìm một con loa để thỏa sức karaoke, ai đã hẹn với thầy để rồi lỡ mối duyên thì ra đi chẳng giá từ ngày em thay áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai là cả cõi lòng đứng nhìn em bước bên trong. Hoặc tìm một con loa để cho mấy bạn chơi nhạc cụ, guitar hoặc là piano. Hoặc là một con loa chỉ đơn giản là để nghe nhạc, chill cùng bạn bè, thưởng thức những cái bài nhạc tuyệt vời nhất của giới trẻ. Anh lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Thằng con gái đâu yêu bằng mắt, sao bỗng nhiên tim lại lắc. Vô tình rơi rơi không biết anh có nhặt hình như. Thì đây, một con loa Audot màu đen AT208S có thể mang đến cho tất cả các bạn những cái trải nghiệm thú vị nhất về âm thanh. Cùng chờ đón xem con loa này sẽ mang lại những điều bất ngờ gì cho chúng ta nhé. Ok mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích xem con Audot AT208S này nó có những gì mà lại có một cái mức giá rất là cao đến như vậy. Thì chúng ta có thể nhìn vào đây, ba cổng kết nối CH1A, CH1B. Thì cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ có hai cổng kết nối mấy bạn, dành cho jack 6 ly. Mấy bạn thấy lạ không? Ba line của nó, một line nó có hai cổng, tính ra nó sẽ có 6 cổng mấy bạn. Là chúng ta có thể kết nối 6 cái mic cùng một lúc, và chúng ta có thể điều chỉnh volume, bass, middle và treble trên đây mấy bạn. Mấy bạn thấy tuyệt vời không? Một cái chiếc loa này chẳng khác nào một chiếc mixer đúng không bạn? Có tới 6 cái mic. Xin lỗi. Có tới 6 cái line. Chắc 6 ly đầu ra cho chúng ta. Và đây out in line 1 và line 2 dành cho những cái chiếc điện thoại kết nối, và chúng ta ra bằng loa, chúng ta phát nhạc bằng loa. Chúng ta cũng có thể phát nhạc bằng Bluetooth nha mấy bạn. Headphone đây, mấy bạn muốn nghe bằng tai nghe ở đây có luôn đây. Kết nối thẻ nhớ đây. Kết nối USB đây, Bluetooth là đây. Đây. Thì cái nút reverb này nè mấy bạn, cái nút này nó chỉnh được, nó can thiệp vào chorus, delay, reverb. Đây. Chúng ta chỉnh trên những cái nút analog như thế này. Đây là nút nguồn của nó, các bạn đè vào khoảng 3 giây mấy bạn buông ra. Đó, nó sẽ hiển thị những cái thông số kỹ thuật như thế này. Vì đây, phần trăm pin của nó mấy bạn, chế độ hiển thị BT là Bluetooth nha. Thời lượng pin của nó cũng sắp hết rồi. Đây, thì cái input này nè, cái này nó giống như cái chế độ mode trên những cái dòng loa khác. Nó chuyển giữa trạng thái là Bluetooth và cổng kết nối AUX nha mấy bạn. Đó, AUX, AUX cây nè. Đây, dành, hồi nãy Thuyên có nói rồi, mấy bạn mà chơi nhạc cụ thì chúng ta có thể thu âm trên đây luôn. Bấm pause nè, next nè, back nè, đấy, record nè, mấy bạn nè, thu âm nhạc cụ nè. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh trên đây luôn. Còn CH3 mấy bạn đây, down 2, down 1, harmony. Chúng ta điều chỉnh những cái hòa âm nè, những cái âm trầm, âm bổng của cái dàn CH3 này nè mấy bạn. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh được pick, điều chỉnh được cái độ trung thực của giọng mấy bạn. Mấy bạn muốn tắt echo, bạn bấm vào đây. Đây, còn đây mấy bạn điều chỉnh nè, nguồn 48V, mấy bạn muốn cái mức thấp, cái mức này là cái mức cao nè, cái mức này là mức thấp nè, chúng ta có hình nè. Đây. Rất là dễ hiểu nha. Đó. Đó là lý do tại sao cái con Audot này nó mắc đến như vậy. Nó là một thiết bị không thể nào tuyệt vời hơn dành cho những anh em chơi nhạc cụ, hát karaoke, công suất mạnh mẽ cũng như là cái nguồn điện
cái âm của nó nghe rất là sạch. Hồi nãy Thuyên có nói, có hát thử cho mấy bạn nghe rồi, thực sự là rất là tuyệt vời nha mấy bạn, xứng đáng để mấy bạn xuống tiền. Thì những ai có điều kiện kinh tế khá giả thì tại sao không xuống tiền cái con Audax màu đen như thế này. Nó quá tuyệt vời, mấy bạn nhìn thấy nè. Âm ly in, có một cái cổng kết nối âm ly in luôn. Tính ra nó tới 7 cái cổng là mấy bạn, 7 cái cổng cắm jack 6 ly nha. Đó, nguồn điện nè, 15V nha, điện 4A. Đấy, re-out nè, mấy bạn có cái cổng kết nối mà cái kết nối ra đó, kết nối ra những cái thiết bị mixer khác đó, bạn cắm vào đây. Đó, thì con này phải nói là tuyệt vời, khủng long bảo chúa luôn mấy bạn ơi. Nhìn nó nhỏ thôi chứ nó có vỏ, vỏ công nó thâm hậu lắm. Vâng, ừ, như những gì Thuyên đã chia sẻ, cái con Audax này thực sự rất phù hợp với những anh em có mục đích sử dụng như là nghe nhạc, chơi nhạc cụ, cũng như là karaoke. Đây là ba cái tính năng chính của con Audax màu đen này, khiến cho mấy bạn quyết định xuống tiền. Ngoài ra còn những điều tuyệt vời khác như là Echo, Reverb có thể cân chỉnh được. Và chúng ta sẽ có một cái app riêng của cái con Audax này mà nhà sản xuất tạo ra, để chúng ta có thể can thiệp vào những cái thông số kỹ thuật chỉnh theo cái ý thích của các bạn nha. Thì các bạn còn chần chờ gì nữa, tại sao không liên hệ với chúng tôi với địa chỉ 28 đường số 9, phường 13, quận 6, hoặc để lại comment của các bạn, hoặc gọi điện đến số hotline để nhận được con Audax màu đen này. Trong tháng này con Audax này sẽ được khuyến mãi nha các bạn nha. 20 năm cuộc mộng giờ xa, khắp sao bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hằng vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người, say hoài giàu không vơi tình xuyên ta tiếc. Uống thêm ly này, những chiều lặng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chẳng tan. Ngày em thay áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên trong, từng thu thay lá rơi pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên trong.